Có đứa hỏi nó có đứa nó chết mà nó nói dây mà em nghĩ rồi nó nói mà nó nói ai mà không tưởng tượng thật luôn. Nó hỏi em ơi, em hồi đó em chết vì lý do gì ạ? Nói anh ơi, em kể cho anh nghe, trong cuộc đời của em nhiều cái cay đắng, nhiều điều mà em nói em suốt cuộc đời, giờ em chết lâu rồi nhưng em mới nói ra cái này. Nó về đầu đầu cô nói tôi nghe, nó nói anh ơi, lúc em còn nhỏ cha mẹ em chửi lộn, em còn bé ở chung bà ngoại ở cha mẹ, rồi cha mẹ không biết nơi nào, đến khi em 16 tuổi em biết yêu. Khi em yêu rồi á thì có anh chàng trai đó rất ở Vĩnh Long rất là giàu có đi cưới em tưởng đâu đời em hạnh phúc, em mới thương thương rồi lúc đó đó em ở với bà ngoại đó, rồi em đi bán nhang, bán đèn, bán quần áo, giấy áo, tiền bạc xuống đó em bán, không ngờ em trật chân em té rồi dập cái bùn trứng. Đến khi rồi á em có chồng về năm mấy không có sanh đẻ được, chồng em hắt hủi quýnh đập, rồi chị chồng chửi mắng, chị em bạn dâu chửi, rồi nguyền rủa bao nhiêu người họ chửi em tức em buồn quá, em nguyên sinh rồi á. Cái nhà đó họ đâu có để cho em yên ở trong đó đâu, họ mới lạch bạch họ dỡ cái nhà, thì em buộc tình em phải lợi cái nhà quan để em ở. Rồi đêm hôm này khi mà anh ở đây anh quay phim quay, em thấy anh nằm anh thưởng thấp, khi em anh vừa đứng dậy em phóng lên võng em nằm, rồi khi anh nằm anh ngủ em lấy tóc của em á chọt vô trong cái miệng của anh. Em giỡn thôi nghe anh, đừng buồn em đã anh với anh thôi đó. Nó cười đâu có, nó nói mình có đứa nó nói chuyện rành rọt, nó nói chuyện rành rọt hay đàng hoàng. Còn đứa này thì nó tên con Nghi, em quê ở Tiền Giang, em té xuống vực thẳm em chết suốt nay là gần 30 năm rồi. 30 năm rồi mà em làm một cái dông chích tối, em đi lang thang trên đường em không có gì gia đình, rồi em đói hàng ngày á, em ăn toàn là ba gì, ba cái lá cây rồi họ cúng đó, cái vô đi giật trở thành một cô hồn đi giật, mà một tháng em giật được chỉ có 2 ngày anh ơi, 2 lần tháng giật được có 2 lần. Ê anh nãy nhớ nãy giờ tôi hỏi thiệt anh, bây giờ cái ông chủ đó ông đang hợp đồng, ông đang kêu bây giờ nếu ai ngủ trong cái nhà quan đó trong vòng một đêm, một đêm để sáng mai có một phần thưởng lớn, sáng mai ở vô uống đêm có một phần thưởng lớn. Nhà quan đâu? Đâu giờ nhà của ông đó đâu? Tôi đăng ký tôi ngủ cái tài gọi tôi chỉ mày. Nhà quan ở đâu? Cái nhà quan đâu ở Hòa Khánh nè, từ ngay chỗ đây nè Hòa Khánh tôi lên. Đây là trước đầu. Tại nó ảnh bởi vô xỉu hai thằng vô lúc đầu mấy cái nhà quan đó, mấy cái thằng tên tâm linh đồ linh ma quay đồ canh quay dữ lắm. Canh quay vô thằng nào nấy bữa xỉu ráo, mà bữa nào nấy lặn sống hết, bữa làm lặn sống hết. Ở đâu tự nhiên ở ngoài nó có một cái luồng gió ngoài nó vô làm như cái sức mà công năng của điện vậy, ngoài nó vô ao 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 bận đầu không có gió. Mà khi mà hai nó vừa bước vô nói ông bà ơi tôi không có phá phách gì ông bà, con vô chỉ con khám phá thôi, vừa nói vậy là bắt đầu gió nó tới liền, gió tới ao 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 tới thằng nào đấy đến giờ coi tôi lạnh sống quá, tôi lạnh quá. Cái thằng lão ảnh nói mà thằng lão ảnh đánh một cạp nha nè, thằng lão ảnh rung, thằng lão ảnh nhà ở ngay chỗ chợ Bầu Trai đó. Ờ lúc trước là lúc bước vô làm YouTube này là con định đi quay thể loại tâm linh mà ma cỏ đồ nhà quan đồ á. Ừ, quay cái đó là mệt lắm. Ừ, em à, ở lắm. Chỗ mình đi con đêm nguy hiểm. Mà em hồi đó có học cái gì không? Có học thật không? Không. Không học của bên chết. Gặp hơi sương ma nữa chứ. Thằng nhát nữa đó. Bên chết, bên chết. Mà mê nhiều khi có nhầm khi buổi tối chứ con mở máy con nghe mấy cái tụi mà nó kể chuyện ma đồ á, nghe say sưa luôn á. Mê lắm, nhậu giác chết. Nghe rồi cái làm gì cái ảo giác mình lắm. Có người nói chuyện với cho mình nghe vậy. Mà để ông có nghe là vô cái kênh của ông pháp sư á, pháp sư nói chuyện hay hơn, bắt ma rất nhẹ nhàng. Bị pháp sư á, thứ nhất là thật của nó là kêu hoàn hảo, khi mà nó đụng người nào á thì nó tiếp người đó, mà khi nó tiếp rồi là mấy những cái con mà thiên thành, mấy con dữ dằn đụng nó rồi cũng phải sợ.
có cũng như hiệp ngày qua nè, chứ không ai hiệp ngày qua anh chơi cho nguyên cục sỏi, chơi nguyên cục sỏi vô cái bụng mà mai nó phan vô bụng đó, phan vô cái bụng ức hiệp nụ mà nín thở, nó phan thật đó chứ không phải là đùa, như mình mà phải nói chuyện như đùa đâu, mà chết à, như em không có thịt mà chết mê lắm mà ớn. Ừ. Nhiều khi sợ đi ban đêm á, gặp cái vót băng đêm băng ngày gì cũng được, che đồ này che nọ, băng đêm băng ngày gì cũng có. Thí dụ ngày qua này đi ở trong cái nghĩa địa, đi ở trong cái nghĩa địa cái bắt đầu cái thằng cha đó trả là quỷ, mà quỷ này khoảng 150 năm rồi, thì ông muốn quắt, ông quắt này vô, ông hỏi mày đi đâu á mà cái này nó dạ à, ông lão làm gì ngồi đây, ông nói tao ngồi đây tao đợi người ta tới đặng tao trị bệnh. Cái hỏi ủa vậy là ông trị bệnh được hả? Là được. Hỏi ông trị bệnh gì? Tao trị bệnh mấy người xương khớp giò tay chân. Cái hỏi ông có trị cho ai chưa? Tao trị cho mấy con quỷ đó chứ sao không có, mà đụng nó hứa với tao nó đem tiền tới cho mà tốt chuyện như nào cho trời. Cái này nó vậy đâu ông trị của cái ông. Ông nói mày đau vậy? Cái nãy nói dạ con bị con tao sao giò cắn tôi nhức ráo à. Ông nói vậy sao? Cái ngầu cao là cái bắt đầu cái nghiệp nó từ đất ơi hết rồi mấy ông bà con bác ơi, hết rồi. Cái bắt đầu cái xong xuôi ông nói mày lên đi chơi. Cái nãy nó trời đất ơi, ông ngậu cây mà sao bắt tôi lên nói, vậy mà mày lên đi tao ngầu tao đi. Hiệp mà mày ngu mày lên một cái nó xô cái tái chết. Bị bữa hổm cái bà kia bà gài hai thằng leo lên, bắt đầu bà leo bà biến tới xuống đất cho bà lấy cái cây bà chọt đứt bữa hai thằng ở trên cây la làng không. Tao nói Hiệp mày ngu làm cái mày chết. Hiệp ơi không ngờ quỷ Hiệp nó chơi leo thiệt. Tao nói mày chết nè không ngờ ông này ổng là binh. Ổng nói lên đi ngồi chơi mày ơi. Tao lớn tuổi rồi. Tao không có làm gì bậy bạ mày đâu. Tao hỏi ông hồi đó làm nghề gì, ông sống làm gì? Hồi đó tao trời ơi tao thì có mấy người á bệnh tao, tao lợi tao hút thuốc cho họ uống, ba người uống không ngờ đâu tử vong mẹ sạch trơn trọi đó. Rồi từ đó tới sau này cái tao chết rồi tao không đi siêu thoát được, bị mắc kẹt nợ ba người đó. Tao hỏi ông hút thuốc gì kỳ vậy? Ừ, ba cái rễ trứng cá xe, ba cái rễ thuốc cá mày. Tao đào sống xuôi tao dạt ra hơi khô. Lúc đó là em luyện xuống dưới ao cá còn chết nữa chị người. Tao luyện xuống rồi tao chịu. Vậy thuốc cá? Tao chỉ cái cách họ uống rồi. Về họ uống tầm 7. Họ uống tầm 7 cái bắt đầu họ chết lặt dựng sạch trơn rồi. Chứ đâu phải tao cố tình đâu mày. Cái sau này cái tao chết nữa. Sau này cái tao chết cái bắt đầu. Quá liều. Sau này cái tao chết nhờ cái bắt đầu nó bắt tao. Bắt tao vô đi làm âm binh. Cái tao cũng làm âm binh. Làm binh mẹ ơi, thầy Pháp nuôi cho ăn uống đầy đủ lắm mẹ ơi, nó cũng khỏe đầy đủ lắm. Cái sau này chơi thầy Pháp cũng chết cái nữa. Rồi tụi tao phải tan đàn rẽ nhé, số thì đi siêu thoát, số thì đồ, đi làm lính người khác. Còn riêng cá nhân tao thì thôi, đi siêu thoát không được. Rồi thôi tao về giờ tao ở nay, ở tại chỗ này nay là 80 năm rồi. Ở trên cái bụi cây đó không, ở trong nghĩa địa đó là 80 năm rồi. 80 năm ở nghĩa địa. Quay ban ngày vẫn được em. Mà nhưng cái ban ngày á nó đỡ sợ hơn. Mà lỡ nó có phạt. Đòn nó đi phát cơm từ thiện. Mà lỡ nó có phan nữa đó, em cũng thấy đường. Còn ban đêm á nó đòi hỏi là cái thứ nhất á là cam. Cam rồi á với là cái gì em? Nó có cái cây gì em? Có cái cây gì mà nó cầm vô kia cái gì? Cái gì mà để nó quay á? Rồi. Vô cái cam á, chọt vô cam á, chọt vô hai máy nó quay đó. Gimbal. À gimbal. Đúng rồi, gimbal. Trời ơi, mẹ biết thằng này hay này. Biết chứ. Ông này tự nhiên còn không nhớ. Đúng quá, này hay. Tao rồi mẹ nói chứ mình không có biết tới cái đồ đó, không quan tâm. Cái bắt đầu cái trong xuôi. Trong xuôi đàng hoàng cái hai thằng. Cái thằng này đi quay. Quay bữa mà đụng quá bữa tôi cười. Bở tôi cười vô lên. Vô gặp cái con quỷ này nó ăn mật ong thôi à. Nó ăn ba cái mật ong. Ăn ba mật ong cái xong xuôi cái hai thế thằng đó. Vô đi tìm. Vô tìm cái là xin chào giống nha. Cái này nè. Tao chào mày đó. Cái này nè.
Ủa sao em hai bay đâu à? Ờ tôi đi kia, tôi đi tìm đang cứu giúp cho ông nè. Ông có muốn cần tôi giúp về không? Ông nói thôi tụi bay đi ra đi. Đi ra, đừng có vô đây. Chỗ này chỗ của tao, bất khả xâm phạm, đừng có vô. Cái này nói tôi vô đó, cái phóng qua cái mường. Phóng qua mường để phóng qua hai mường. Mường xong xoăn rồi ông cũng chờ ông lấy ông cũng có phép. Ông chờ ông lấy phép cái ông đầu ông rào trở lại. Rào trở lại lúc này ông lấy cái cây á, cây ông giao của liệu quanh. Trời ông quên ngang, ông quánh hai thằng chạy tao bị gì phóng qua mương đâu được. Qua rồi giờ ông nói tao nói hai thằng bay cãi, tao biểu rồi đừng qua đây, tao có quánh hai thằng mà giải muốn giải chết không bệnh. Cái xong xuôi hai thằng bỏ cái bị qua rồi bỏ cái máy á. Ông lấy giờ tao tập thu hai cái này. Tao tập thu hai cái này, cái hai này nó ông sao biết xài. Ông nói xài không được thì từ từ tao biết cho ông bấm. Cái này nó trời ơi con quỷ bấm cái trời ơi con nó bấm cho trời ơi chắc hư của mình quá. Cười nữa bấm đứng bấm liền bấm liền đấy bấm vậy là xài sáu mày cái này ông xài mới được đâu quỷ ơi đấy thì mày từ từ mày chỉ hai mày chỉ tao đi thôi tôi đâu có ngu chỉ ông bởi ví dụ á bảo bữa em nói á tao nói tao chợt nhớ là tao nói đủ mà tao nói không được ủa mà nó phạt chết quỵt chết chứ là nó hút em biết nó hút cái linh lực ở trong người của em ra là yếu xanh lét. Ví dụ người ta có thật, nó hút không có được. Còn mình không có linh lực, ý không có thật, thì bắt đầu nó hút. Dù nó hút cái linh lực của em, xanh lét. Đừng có mê, chết á. Mà mấy cái chủ đề đó thì nó lại là hấp dẫn. Hấp cái gì, ai coi đâu bao nhiêu. Chẳng hạn ở cả cái bệnh viện của mình tao coi chứ có ai đâu. Vậy gì, lượng view vô tao coi. Cái lượng view không được chừng có 80.000, nhưng hiệp nay, 2 năm nay chưa được 80.000 nữa. Hiệp nay cô bác ơi, tôi phiên cô bác nha. Cô bác, tôi làm cái này nó thiệt cô bác. Có nhiều khi cô bác hỏi tôi cái này có thật hay có giả, thì cô bác cứ nghĩ đi. Bây giờ thật, hay cái gì cô bác nghĩ thật là nó thật, còn cô bác nghĩ giả là nó giả. Ha? Chứ cô bác đừng có hỏi tôi cái câu mà thí dụ bây giờ thiệt không? Thì bây giờ thôi tôi chủ yếu tôi làm này là tôi không có cắt ghép, không có cái cắt ghép gì hết. Mà cô bác á, cũng thương thì ủng hộ Hiệp, để Hiệp kiếm tiền, ăn kiếm tiền xăng. Chứ còn cái cô bác đừng có hỏi mấy cái chuyện đó. Để chủ yếu giải trí đi, chứ đừng có hỏi. Đừng hỏi câu mà có thật hay có giả. Bây giờ tôi muốn nói thật hơn cô bác là giả cũng vậy à. Bởi vì chuyện này là rõ ràng cái chuyện không ai thấy. Thì Hiệp nói câu đó đúng. Hiệp nè, Pháp Sư nhỏ xíu xíu nè, rồi Lê Trung nè, thằng Đạt cái tướng của nó bự con lắm. Em biết thằng Đạt cái tướng nó bự con vậy đó. Mà bữa nó quýnh Đạt, nó quýnh xỉu luôn. Quýnh Đạt xỉu luôn. Mà quýnh hả? Ừ, quýt xỉu luôn. Trên chỗ nhà anh Phước đi qua. Bị gì á? Nó đọc cái chỗ này nè. Bị hai thằng cái tạch mà vô trong nhà cái kiểu chen qua chen lại mạnh nào đấy mấy kiểu mà đi vậy. Thằng đi trước đi sau đâu có được. Đi sợ người. Có thằng trong đó nhát, còn thằng thì giảng thôi. Cái bắt đầu cái thằng nhát á, đa số thằng nhát bị ăn đòn nhiều nhất. Bị nhát luôn luôn, lúc nào cũng phải đi sau. Mà đi sau thì đâu có biết nó thiên biến dạng quá, nó trở lại gì phía sau đâu. Không ngờ cái đi phía sau toàn là bị nó quánh, nó lấy cái cây nó đập ngang vô đây nè. Có thằng đập vô đây, đập tét này nè. Có thằng thì nó đâu có thèm đập, nó xô. Mà tự lượng là ma nó nhát là nhát mấy cái thằng nào mà sợ với mấy thằng nhát không à. Đúng rồi. Vậy đó, ngộ. Nó xô cấm đầu. Mấy thằng nào mà sợ ma đã đẻ nhát mày đó. Ừ. Bảo thành thử ra bữa em nói đó, anh phiêu này nó thôi bỏ tôi ý tưởng đó kìa. Ngay, bỏ liền. Đồ tí vụ này nguy hiểm lắm. Có nhẹ lắm á, ông phải biết được chút đỉnh thật. Còn không có là đúng rồi. Còn đi là phải đi hai thằng. Chứ một thằng coi chừng nó hút. Nó hút cái linh lực của ông lờ khờ rồi bắt đầu đem vô trong bụi á, nó giấu luôn. Có nhầm người nói là ma nhập á, nó bắt hồn vậy á. Đúng rồi, thì nó hút á. Nó hút. Hồi lúc nhỏ ra hay nghe kể cái vụ mà ông mà nó ma giấu á. Là nó dẫn ra ngoài đường cây á, rồi xong nó dồn cho ăn đất sét. Ừ, dồn đất sét. Lúc nhỏ nghe hay nghe đồn, nghe kể gì hoài à, sợ lắm. Nhưng mà phải nghe. Đúng rồi. Đấy, anh đâu ngày xưa anh đâu có tin đó đâu nghe. À,
tin mình nói là cái nó thẳng ra đây nè, rồi anh với Phước này đi học chung nữa nè, học chung ở dưới Đạo Tin Lành hồi đó là 20 năm vô đó cũng nói à có quỷ có ma, anh đâu có tin, nó thiệt ra nói không tin. Mà điều con cái bây giờ nhờ cái đợt này mấy ngày nó đi săn á, tới bây giờ anh nó tin luôn rồi. Bữa nay lúc nào nó tin chứ bộ lành anh không có tin à, nó thẳng à, người chết ở đâu là cái vong hồn ngay đó đó, hoặc là nó đi lên hoặc đi xuống một khúc nào rồi bắt đầu trở về ngay vị trí cũ chứ nó không có đi đâu vậy. Đúng rồi, nhiều khi hôm mà tai nạn ở cặp lộ đó là người ta lập cái miếu ngay chân ngay khúc đó đó, nó đi lên đi xuống, đi lên đi xuống ngay đó đó, nó không có đi đâu xa đó. Mà nhưng con mắt của em á thì phải tinh vi lắm nó mới cho thấy, còn người nào không tinh vi nó không cho thấy. Còn bây giờ thì dễ rồi, bây giờ em chỉ cần em dòm lên cái cam, có cái cam đó, cam quay phim bữa nay nè, em dòm lên cam á là em thấy sạch. Ví dụ em chuyển qua màu hồng hay qua màu đỏ thì cái người đó đó thấy người đó rõ ràng, còn họ chuyển qua màu trắng thì người đó mặc qua màu trắng đó, em thấy rõ ràng luôn. Có nhiều khi nó cái vụ mà tai nạn á, cái chỗ mà tai nạn trước đó ha, là cái lay quay là nó tai nạn tiếp ngay cái khúc đó. Ghê chỗ đó đó. Bởi vậy thành tử ra có đứa hỏi nó có đứa nó chết mà nó nói dây mà em nghĩ rồi, nó nói ai mà không tưởng thật luôn. Nó hỏi em ơi, em hồi đó em chết vì lý do gì ạ? Nó anh ơi, em kể cho anh nghe, trong cuộc đời của em nhiều cái cay đắng, nhiều điều mà em nói, em suốt cuộc đời giờ em chết lâu rồi nhưng em mới nói ra cái này, nó về đầu đầu cô nói tôi nghe. Nó nói anh ơi, lúc em còn nhỏ cha mẹ em chửi lộn, em còn bé ở chung bà ngoại ở cha mẹ, rồi cha mẹ không biết nơi nào, đến khi em 16 tuổi em biết yêu. Khi em yêu rồi á thì có anh chàng trai đó rất ở Vĩnh Long rất là giàu có đi cưới em. Em tưởng đâu đời em hạnh phúc, em mới thương rồi lúc đó đó em ở với bà ngoại đó, rồi em đi bán nhang, bán đèn, bán quần áo, giấy áo, tiền bạc xuống đó bán, không ngờ em trật chân em té rồi dập cái bùn trứng. Đến khi rồi á em có chồng về năm mấy không có sanh đẻ được, chồng em hắt hủi quýnh đập, rồi chị chồng chửi mắng, chị em bạn dâu chửi, rồi nguyên rủa bao nhiêu người họ chửi em tức, em buồn quá, em nguyên sinh rồi á. Cái nhà đó họ đâu có để cho em yên ở trong đó đâu, họ mới lạch đạch họ dỡ cái nhà, thì em buộc tình em phải lợi cái nhà quan này em ở. Rồi đêm hôm này khi mà anh ở đây anh quay em thấy anh nằm, anh thử thách, khi anh vừa đứng dậy em phóng lên võng em nằm, rồi khi anh nằm anh ngủ em lấy tóc của em á chọt vô trong cái miệng của anh. Em giỡn thôi nghe anh, đừng buồn em, anh với anh tôi nói đỡ, tôi cười đâu, nó nói mình có đứa nó nói chuyện rành rọt, nó nói chuyện rành rọt hay đàng hoàng. Còn đứa này thì nó tên con Nghi, em quê ở Tiền Giang, em té xuống vực thẳm em chết suốt nay là gần 30 năm rồi. 30 năm rồi mà em làm một cái dông chết đói, em đi lang thang trên đường, em không có gì cho mình, rồi em đói hàng ngày á, em ăn toàn là ba gì, ba cái lá cây, rồi họ cúng đó, cái vô đi giật, trở thành một cô hồn đi giật. Mà một tháng em giật được chỉ có 2 ngày anh ơi, 2 lần, tháng giật được có 2 lần, trở thành cô hồn luôn. Mấy cái dòng quang đó đó, mà mình mà cúng, mình mà cúng mừng lắm. Chết cha, rất gì vậy? Hết hồn chiếu mày, tao tưởng là của tao. Mà cũng mừng lắm. Bởi vì mấy người mà ta buôn bán rồi kia nọ hay cúng 16 với mùng 2. Vậy anh bây giờ nó thì nghĩa anh mới tin, chứ hồi đó anh không tin đâu, nó thiệt. Hồi đó anh không có tin đâu. Mà đều có cái sau mấy người ngồi giết ông, ngồi giết cái ông. Tao ngồi nghe này chưa, nó ngồi đây mà nói vậy. Té đầu té thì làm với lại đi xe rồi, mấy người đi xe rồi hay cúng 16 với mùng 2. Xe đi tàu nữa thì cũng 16, 12 với mấy người buôn bán nữa cũng 12, 16 rồi. Ừ, mấy ngày đó nên đều á, nó đúng ra theo mà tao nghĩ á, tao nghĩ là mấy cái người chết này nè đa số trở thành quỷ là ăn nói với nhau, tao thấy sắc sược.
thích sợ hơn là những người ma. Nói chuyện thích sợ hơn ma, ma tao nói chuyện rất đàng hoàng. Còn cái người mà thành quỷ rồi, nói chuyện lẩu nó không có, nó nhỏ lớn, già trẻ bé lớn, ai nó cũng kêu mày với bay không. Nó có cái bitro tiền à, tiền âm á em, cái bitro đó giờ cỡ nhiêu? Bitro để cho cái trong linh nói chuyện đó, nó gác lên cái cam nó khi mà nó đi ra rồi, nó cúng rồi đó, đi ra để cho trong linh lại nói chuyện đó. Trời ơi, nhất á là em biết cái người mà là xe cán chết á, nó thẳng ra một chục đứa nào cũng đầy che mặt rau, là em biết sao bị ngay đó lủng mớp. Mà con mắt thường mình không có nhìn thấy được đâu. Bị mốp, thành thử nó che lại ráo à. Mà cái đó mình nói, người ta nói mình nó dốc, nó ghép, mà không phải. Thật, không có ghép. Nếu em làm trong nghề tích, em giờ mới biết liền. Cái đó là biết thật, biết giả luôn chứ. Nghe em vợ tôi hôm đó còn nói trời ơi, anh hai ơi, cái mạng này là giả anh hai ơi. Tao nói giả cái đầu mày. Tao đi trực tiếp cho mày coi mày giả. Giả đâu mà giả. Cái bitro nó có thằng thì nó dắt hơn 3 cái, 4 cái lận. Nó dắt giáp ở trên cái gỗ nè, đeo trên gỗ nè. Rồi rồi bắt đầu khi mà nó lại đó nó quay thì nó là chào dông nha. Thì cái người cái dông mà khi mà nó chào lại là tao chào mày nha. Là trong bitro hút liền. Tiện hút bắt đầu cái xong xuôi đàng hoàng cái đầu bên nói chuyện xong xuôi đàng hoàng, khi mà nó cúng quải xong đó, giao tiếp đàng hoàng. Rồi bắt đầu thí dụ cái dông, có cái dông thì nói chuyện được, có dông không nói chuyện được. Có dông thì nó không nói chuyện, nó nói giờ tôi khai khẩu. Nó lấy cái tay nó điểm điểm như nè, nó chỉ cái là cái bắt đầu rồi cái dông mở miệng ra nói chuyện liền. Cái đó là người ta có thật. Còn em không có thật thì lỡ trường hợp là cái người trúng cái dông nó không nói chuyện là làm sao đó, tao phải có thật mới được, không có phải học. Lại mẹ bà nó bắt hồn thấy bà luôn. À, tao nói nó nóng nhiều cái, nhiều con quỷ nó ăn ngang nó ngược rồi mình cũng mà mình ngậu ngoài, tao nói đủ quá, mình rút cái đó ra mình búng một cái cho nó tan xác. Mà về mình suy nghĩ tao nó không được, nếu mà nóng tánh như tôi làm đó được, gặp tôi nóng tánh tôi đậu mày búng tôi mà đau cái tôi búng cái tan xác thiệt đó chứ. Tôi đứng dậy tôi búng cái tan xác, tôi búng bị gì cái pháp thuật đó ông búng một cái rồi á, cái người đó không còn đi đồng thai được luôn, bị gì xác ra cái hồn ra rời ra khỏi xác liền, không thể nào mà đủ đi đâu đi siêu thoát được. Mở thành thử ra hồi đêm qua cái ông mà nói chuyện về tâm linh mà ông thầy thích phát quang đó, ở ngoài chùa ở ngoài Bình Định, ông nói ông mong muốn bà con mình với Phật tử phải yêu ma, phải yêu quỷ ma nó cũng y như con người, nhưng mình phải biết thân thiện với nó, đem nó về mình cúng quải nuôi dưỡng. Ủa mà tôi biết số điện thoại ông, cái tôi điện tới tôi kêu ông vậy thôi, thầy làm trước đi. Đã cái ở gần đó tao nói dương gian âm phủ rồi cái người âm với cái người dương hỏi làm sao mà sống nhau rồi nó hút cái linh lực của cái người cái dương hết sao, rồi cái dương này làm rồi phải sanh bệnh ốm đau bệnh tật nữa rồi làm sao đây. Tầm bảy tầm bả đủ thầy ăn luôn, thầy bài bảy. Ví dụ nói giờ đem về cái chùa nào rộng rãi, rồi đem về đó cắt một cái nhà dông để cho những cái dông linh này nè, người ta ở đó, rồi người ta là tu hành, tu tập, rồi bắt kinh kệ nè, cho họ nghe, rồi mình cúng. Đúng đó. Rồi, mấy cái dông là phải đưa lại chùa. Chứ còn cái nó đưa về nhà người ta là sai, cũng khẳng định đi luôn. Khẳng định. Không có làm vậy. Nếu nói vậy rồi hỏi bài ra có thầy pháp để làm gì? Thầy pháp để trị mấy cái dông nó gì vậy? Không có thầy pháp thì làm sao? Nó bắt. Bắn 3.000 đá. Có người á, nó bắt chết luôn á. Nếu coi không ra chết nó chết luôn á, nó giật chết luôn á. Còn ví dụ hồi ngày xưa mà người ta nói ví dụ cái người chết á đi hỏng trên mặt đất, nói cái đó là sai nha. Không đúng nha. Có cái dòng đi ở trên mặt đất, có dòng đi đụng mặt đất, có dòng đi trên, có dòng đi dưới. Mà khi mà cái dòng á nó trở thành nó dòng, khi mà nó đi rồi ông nghe là gió nó tới liền, làm sao bình thường có gió mà tự nhiên nghe ông nghe mà gió mà nó đẩy vô người ông sao đó.
đẩy sao sao ghê lắm. Bả thành tử ra tôi cái gì vậy, bữa nay mình nhờ vô mới nói thẳng là bây giờ tôi nhờ mấy anh trả YouTube này, một phần tôi cũng hiểu được một phần nào về vấn đề giữa cõi âm và cõi cõi dương tài này. Cho nói chung hồi ngày xưa mình nghe thì cũng đúng ra nó không chính xác lắm, mình nghe cứ mình nghe người này nói thì nói cứ hoang mang, cứ sợ không biết ai trúng ai sai. Còn bữa nay đủ tôi vô mấy cái kênh YouTube của mấy cái thằng mà pháp sư á, rồi có tôi Lý Trung đó, thành thử bữa nay đủ tôi nói thiệt ra mà nói, bữa nay là tôi nghiên cứu ra, tôi ăn sâu rồi thằng Hiệp, thành thử ra vô cái kênh của Hiệp rồi vô kênh của Lý Trung rồi tôi mới biết cái cõi âm và cõi dương như thế nào, có thật hay là không có. Chứ bộ lại tôi không có tin đâu. Rồi đấy này hỏi này, tôi nói vô trong nhà thờ mà nói giả tới ma quỷ, tự nhiên tôi ngồi tôi ngáp không, tôi ngáp ngào ào, ào. Bây giờ tôi không tin. Nghe lên này, nghe nó ta đã rồi nghe nó kể ghiền luôn á. Đâu thiệt á em. Nghe đây, nghe đây, nay bà già vậy là nay bà già trở lên trở về nữa rồi hả? Ừ. Đang ở trên giờ chứ thò á, bây giờ nhà đâu? Bây giờ nó dọn nhà. Nó cũng chạy lên chạy xuống, hôm nói nó rồi mày chạy lên chạy xuống với tao. Chị hai mày nhiều khi nó trời biển. Rồi coi không có mày rồi nhiều khi rồi tao không có làm lợi. Rồi nhiều khi nó muốn nói gì nói rồi tao bụm miệng nó không có kịp. Rồi thôi em chạy tới chạy lui. Rồi bây giờ em bệnh đau thì thôi biết rồi. Tao anh cũng cho nằm đi mình cầu nguyện cho em. Em được thứ nhất là được tai qua nạn khỏi, thứ hai cho em được bình an, thứ ba cho em ấy cuộc sống của em được ổn định. Vậy là cái video bữa hôm qua quay về quay đưa lên chưa Nghĩa? Đăng lên rồi, hồi nãy mới vừa đăng lên rồi. Để cái tên gì vậy, video vừa để có đặt tên gì tựa gì không? Để cái tựa cầu cứu mạnh thường quân. Không có, đăng biết đăng cho ta vô ta coi đấy chứ, về tổng này Hoàng Nghĩa trong đó nó gồm tin mới tin cũ thôi chứ khỏi cần cái gì hết. Đâu có mỗi cái video đó lên. Đại dưới nó cũng để vậy tin nóng. Mỗi cái video lên có cái tên hết đó chưa mày, đúng không? Tin ngày nào nhưng phải nói ngày giờ. Ví dụ nói ngày giờ. Nãy cái số Zalo đó là số nãy số của Hiền đó là có Zalo đó, nó kêu tổng về mày coi lúc kết bạn nào mày gửi hình qua cho bản không nhỏ đó không? Để video, cho nó coi. Đâu phải video.